Mến chào các cô chú bác, anh các chị. Sorry. Thực sự mà nói trong thời gian này không phải là trong một cái nhóm nào bị hacker nó hack, mà cái chuyện này nó xảy ra rất là nhiều năm, rất là nhiều lần. Người thì đưa link, người thì đưa số điện thoại, người thì kêu mình phải log on vô coi hình, người thì giả dạng cái tên của bạn bè hay là lấy hết information hình ảnh của mình để mà tạo cái tên y chang như vậy để mà đi lừa gạt, nói không biết sao mình phải add lại này nọ. Những cái chuyện đó thật sự mà nói nó đã xưa quá rồi, nhưng mà có các anh chị bị những cái chiêu trò mới lạ một tí. Mình cũng do tin tưởng người quen người thân cho nên mình mới hay bị hack đi cái Facebook. Hôm nay Huy chia sẻ cái này để cho cả nhà mình nhìn thấy. Mà mình đã dám đưa lên đây thì mình cũng không có ngại đến ai hết á. Ok, tất cả hacker welcome nha. Đây là cái account của mình. Thì nếu mà xài browser thì trong này nó có một cái option là Einstellung, Privatsphäre. Thì cũng giống như trên cái điện thoại cả nhà mình cũng có thể nhìn thấy là có thể chọn vô cái Einstellung nhé. Trong cái Einstellung này thì nó có những cái giống như là đây, Sicherheit und Login. Cái này là mình đang hướng dẫn cho anh chị ở bên Germany hay là ở Thụy Sĩ mà xài tiếng Đức hay là bên Áo. Trong này nó có những cái đổi mật mã hay là nó cho mình biết là mình đang xài computer, là cái này đang hoạt động nè, hoặc là cái Samsung của mình, cái nó chính rồi, cái S21, những cái máy mà mình đang hoạt động ở Wuppertal, những chỗ mà mình tin tưởng là mình log in vô rồi mình save luôn password, mình không có ngại gì ai hết. Mình mỗi lần mình log in vô là mình save password thôi, mình cho chơi thoải mái. Ở đây nó có cái zweistufiger, ok, authentifizierung. Trong này thì cả nhà mình có thể set up cái mật mã. Từ từ. Có thể set up là qua một cái apps hoặc là qua SMS của điện thoại nha. Ở đây thì mình qua một cái apps, ví dụ như có một cái điện thoại mình để ở nhà mình không bao giờ sử dụng tới hết, mỗi lần mình log on là mình phải chạy về nhà mình lấy, ví dụ. Nhưng mà cái apps thường thường nó nằm trong người mình. Hoặc là xài qua SMS. Cho nên tốt nhất là mình khuyên cả nhà mình xài một cái số di động riêng của mình set up trong một cái Facebook này, mà để hai đừng có cho người khác thấy, mà chỉ một mình thấy cái số điện thoại di động đó thôi. Hacker có thể hack được cái tên của mình, có thể hack được mật mã của mình, nhưng mà không bao giờ lấy được cái điện thoại của mình trong người. Tại vì lúc nào nó cũng nằm trong người mình mà. Hacker ở Việt Nam làm sao lấy được cái điện thoại ở bên Đức, thí dụ, hay là hacker bên Mỹ làm sao lấy được cái điện thoại của mình. Mỗi lần mà người ta log in vô, cho dù là có mật mã luôn hay là đổi mật mã, thì nó sẽ báo SMS, nó gửi tin nhắn về cho mình. Đây, để mình phóng to ra để nhìn thấy. Ok. Còn cái này là về cái apps, nếu mà mình download nó xuống thì mình register qua một cái email nào đó, mỗi lần cứ cách hai một phút 60 giây là nó đổi một cái code mới. Nhưng mà mình khuyên vẫn xài SMS là cái thực tế nhất nha, cái thực tế nhất. Thì trong này mình có thể đưa số phone vào. Của mình thì không có cần xài số phone, tại mình xài tới dấu tay với ánh mắt rồi. Có thể đưa số phone vào và bấm next. Ok, để mà nó register cái phone của mình nhận được SMS, bắt đầu nó kêu mình log in vô. Cách này là cách mà hầu như là không bao giờ bị hack được. Ngoài ra trong những cái settings giống như là cho bạn bè xem hay là cho cả thế giới xem đó, hay là cho những cái một mình xem. Ok, cho một mình xem hay là sao đó. Đây là cái email của mình. Mình có thể bấm vô để là cho một mình xem hay là cho nhiều người xem nha. Những cái như thông tin của mình, ngày sinh tháng đẻ của mình hay là số phone của mình, thì thường thường những cái đó mình phải set up lại là cho một mình xem được thôi.
Ở đây để về khăn đây nó xuất không thể gửi bài thầy gửi dây anh thì chỉ có bạn bè nhìn được thôi. Ngoài cái friend list của mình là không ai nhìn được. Ok. Còn ai muốn ai xem được mình abonnate ai. Đó là có nghĩa là mình subscribe ai á. Thì ở đây chỉ có một mình nhìn thấy thôi. Ok. Còn ai có thể gửi cái bạn bè kết bạn này nọ, gửi kết bạn cho mình thì tất cả, tại vì mình cái account này mình làm việc mà, cho nên mình cần cái đó. Và ai có thể coi finder list của mình, có nghĩa là nhìn thấy bạn bè trong nhóm của mình thì chỉ một mình thôi, bạn bè mình cũng không xem được mình có bao nhiêu bạn bè. Ok. Đây là những cái mà mình nên set up ở trong. Mình nên set up ở trong. Rồi có những cái nhận diện hình ảnh hay là video, những cái hình ảnh hay video mà có hình ảnh của mình ở trên thì có cho phép Facebook nó nhận được hay không. Ok. Đó là những cái này thì các anh chị, các cô chú nên biết mà set up. Còn tất cả mọi người ai không hiểu, có thể liên lạc với Huy để mà Huy chia sẻ cái cách. Ok, chia sẻ cái cách. Huy biết nói xong cái chuyện này là sẽ có người lấy cái tên này của Huy đi vào internet của Huy để mà tìm những cái information của Huy để mà họ bắt chước, họ nhái lại. Cho nên các bạn nhớ, ok, các anh các chị nhớ, những bài đăng của mình là như chỗ này, mình có live rất là nhiều. Ok, mình live rất là nhiều. Nếu mà người nào không có những cái live này thì chứng tỏ người đó là giả. Ok, không có chia sẻ những cái này là người đó là giả, giả mạo hết. Họ sẽ lấy cái logo của mình. Ok, họ sẽ lấy cái logo của mình, cái hình của mình để mà họ sẽ tạo cái tên này. Họ sẽ làm y chang, không khác một tí nào luôn. Cái đó là mình đã đoán trước được. Cho nên cái này là mình báo trước nha. Cái này là mình báo trước. Tất cả mọi người ai quen biết mình đều có thể liên lạc qua Messenger, gọi phone hay là gọi video để mà nhìn thấy, nghe giọng của Huy thì ok. Còn nếu mà người nào không bắt máy thì cẩn thận lại, đợi gọi lại hay không nữa. Tại thường là Huy trễ lắm, là trong vòng 12 tiếng Huy gọi lại rồi. Ok, nhiều khi ngủ quên, qua ngày hôm sau thấy có người gọi thì mình cũng sẽ gọi lại. Cho nên các anh các chị ai mà muốn tìm hiểu thêm về những cái mà chống hacker kiểu này thì cứ tự nhiên liên lạc nha. Cái bài đăng này mình sẽ đăng global cho tất cả mọi người, có nghĩa là đăng công khai cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Ok, chứ không phải riêng gì nhóm này nhóm nọ, tại vì mình thấy là nhiều người bị quá rồi. Ok, Huy xin hết tạm ngừng cái video ở đây. Mong cả nhà sẽ có người làm được để mà chặn được hacker và có thể chia sẻ cái video này thêm nữa để giúp đỡ nhiều người khác nữa. Mình xin ngừng tại đây, tại vì cái video này là mình khiêu chiến với toàn bộ hacker rồi. Ok, thôi bye cả nhà nha. Chúc cả nhà một đêm thật là